Còn đi vô đây thì mang mặt nữa. Lên nó mà ăn chứ. 4 triệu rưỡi đâu. Nó cứ chạy theo con đấy nó đập thẳng lên kiếp nó chạy theo bầy thôi. Anh đã chứ bị đừng theo những theo bầy. Dễ này là mười múa à. Mười múa ba mười đừng thôi đấy chứ. À. Ông cứ chủ quán thài thôi. À anh đi theo rồi chứ mình đi. Ê đây đây, đây đây có ngã đâu. Ừ từng nợ sức kịch. Con lại buộc quay đi. Em chạy thoát được cái này thầy mà đương nhiên mà mùi ở đây vô bắt dê cho bùa bay tê em xuống bắt dê về ông ba về ba đây. Đóng cái cửa lại được. Đã cưỡi ba hành, hai anh em đây cưỡi ba hành nhá. Từ từ. Đi sau này nó chớp không tính nó đi. Không có thoát qua bờ dương đúng không đây? Đó, ở đây, bắt mồi tụi kia. Ôi trời ơi trời. Khỏe nhé. Vốn tóm vật vật mồi nữa. Con gì con dê con dê con dê cột chán đi à ui ơi cột đi con gì con ồ à ồ à mềm mắt lại về được biết nghe thình ó em kêu ó em kêu ó rồi một chiếc một người ôm sáu được chứ đây rồi chưa đây em làm cái gì nhá. Anh vầy, anh giá, anh vầy. Em đi chăn có thể thơ à? Có còn đi bài với cho anh ăn rửa chán đi. Bà Hoa ôm sau, bà ông... Được rồi đó, đồ hành đấy. Ồ, em ồ.